Hello, xin chào tất cả anh chị em, và lại là mình James đây. Và chào mừng anh chị em quay trở lại với cái chuỗi video cùng với Tech Profit về việc là nhận định cổ phiếu và đánh giá những cái cổ phiếu theo cái mô hình trading. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá thử cái dòng cổ phiếu là dòng cổ phiếu thép, được chưa? Liệu xem là nó có phải là uptrend hay là nó hiện tại nó vẫn đang chỉ là sóng hồi thôi. Ok, bắt đầu nhá. Chia sẻ màn hình. Ok, và đây là sorry, mình đang xem đây là Hòa Phát này. Anh chị em nhìn thấy là trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà Hòa Phát nó tạo đáy, để mình đóng bớt phóng to lên cho anh chị em nhìn. Mình có kẻ một cái đường trendline này màu đỏ đây, anh chị em thấy đây là cái đường đường trendline giảm đúng không ạ? Và đây là nếu mà chúng ta kẻ một cái hình vuông thì đây chính là cái trading range của nó trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì chúng ta thấy điều gì? Đấy, thì chúng ta thấy là sau khi mà giá giảm đúng không ạ, nó bắt đầu là có một cái sự phục hồi mà từ 48 và lên cao nhất đây, à từ từ 42 42.8 ấy là lúc bắt đầu mà vượt cản chéo đúng không ạ, và nó lên cao nhất là hiện tại khoảng tầm 48. Rất nhiều anh chị em nói là sóng thép, nhưng mà quan điểm của mình để mình chia sẻ với anh chị em thì nó sẽ có mấy cái điểm sau đúng không ạ. Thì chúng ta sẽ cùng đánh giá cả về Hòa Phát, cả về Nam Kim, cả về Hoa Sen, với cái góc nhìn chúng ta có thể nhìn một cái bức tranh cho nó cụ thể nhất và rõ ràng nhất, được không ạ? Thì thứ nhất điểm điểm mà nói thực ra là Hòa Phát thì hiện tại nó vẫn đang nằm ở trong cái vùng trading range này thôi, cái vùng mà từ 44 cho đến 55 này, anh chị em thấy một cái vùng biến động rất là rộng đúng không ạ? Thì nó vẫn chưa phải là uptrend thật sự, để mà nói thì nó vẫn đang trong vùng swing thôi, nó vẫn đang trong vùng sideway thôi. Và bên cạnh đấy nữa, anh chị em thấy là giá của Hòa Phát này là nằm dưới EMA 200, nằm dưới EMA 200 đúng không ạ. Và thông thường thì lý do vì sao mình không giao dịch cổ phiếu dưới EMA 200, anh chị em biết rồi, là thông thường là những cái cổ phiếu đó ấy, là cái xác suất mà giảm thì nó sẽ cao hơn. Bởi vì là sao ạ, những cái người mua ví dụ cách đây 200 phiên đúng không? Thì đến thời điểm hiện tại là vẫn đang lỗ, đồng nghĩa việc gì ạ? Ví dụ như là giá nó đi lên ấy, thì những cái người mà kẹp ở trên thì có một cái lượng lớn cổ phiếu nó kẹp ở trên thì nó sẽ bán. Đấy, đấy là cũng là lý do mà vì sao mình sẽ không lựa chọn cổ phiếu mà bắt đáy anh chị em. Nó có lý do cả đúng không ạ? Mua bình thường mua khi nó confirm uptrend ấy, thì vì sao? Thì khi đấy giá nó đi nó rất là nhẹ nhàng, không có cản, và lực mua nhiều hơn lực bán đúng không ạ? Cầu lớn hơn cung thì đấy là cái thời điểm mà giá nó sẽ tăng nhẹ. Và chúng ta cũng nhìn thấy là từ năm 2021, cả năm 2021 đúng không ạ? Nửa đầu năm cho đến tầm tháng 9 đi, thực ra là cái sóng ngon nhất của nó là đến khoảng tầm tháng 6, tháng 7 là nó dừng rồi. Bây giờ chúng ta đánh giá một số cái trạng thái nhé. Thì thứ nhất này, anh chị em nhìn lên form tháng của Hòa Phát, được chưa? Thì chúng ta có để ý cái thời điểm giá tăng không? Đây đây là cái thời điểm mà từ tháng 6, tháng 9 giá tăng, nhưng mà ngược lại này, RSI phân kỳ này, phân kỳ âm này đúng không ạ, nó thể hiện điều gì ạ? Là trend yếu. Và nếu như bây giờ anh chị em đang nhìn để ý ví dụ như là STB, MBB, như là cái video mà mình có nói về banh ấy, thì anh chị em thấy là nó đang có dấu hiệu tương tự. Đấy là lý do vì sao mình sẽ không chơi nhóm cổ phiếu ví dụ như ở STB, MBB, mình không lựa chọn chơi trong giai đoạn này. Rồi, ok, thì đấy là cái trạng thái đúng không? Còn Hòa Phát thì anh chị em nhìn thấy là nó có sự hồi phục và nó quay trở lại trading range. Tuy nhiên là gì ạ? Tuy nhiên thì ở trên của nó sẽ có rất là nhiều cản. Thật sự để mà nói, rất nhiều cản. Để mà gọi là đánh giá về góc độ về cầm Hòa Phát theo kiểu là nắm giữ trong dài hạn thì mình không có ý kiến anh chị em nhé. Bởi vì là nếu mà chúng ta nhìn nhìn về về mặt siêu dài đi, thì Hòa Phát thì về bản chất nếu mà anh chị em cứ nắm giữ được đúng không? Thì nó một cái cổ phiếu để có thể gọi là tích sản cho anh chị em trong lâu dài, ok nhá, mình không bàn điều đấy. Tuy nhiên anh chị em thấy là bất cứ khi nào mà nó có một cái nhịp, ví dụ nhá, thời điểm 2014 này, nó tích lũy từ cuối 2014 cho đến 2016 khoảng tầm 1 năm rưỡi, sau một nhịp tăng trong suốt năm 2013 đến 2014 đúng không ạ, thì sao ạ, thì nó mới có một nhịp tăng tiếp theo này, mà mới có nhịp tăng từ tháng 7 2016 cho đến tháng 2018, nó tăng 1 năm rưỡi, sóng tăng đúng không, 1 năm rưỡi. Rồi sau đó anh chị em thấy là cái thời điểm mà chu kỳ ngành thép nó đi qua, chu kỳ ngành thép nó đi qua thì sao, thì đây nó lại phải tích lũy, thì bỏ qua cái giai đoạn đây là tháng tháng 3 tháng 4 năm 2020 thời điểm Covid thì giá nó về rất là rẻ đúng không ạ,
giá bất cứ cổ phiếu nào về cũng rất rẻ thì chúng ta không nói, nhưng mà về nhìn chung nhé, cả một giai đoạn từ cuối 2018 cho đến tháng 8 năm 2020 thì tính ra cũng là gần gần 2 năm đúng không? Thì nó cũng tích lũy, nó cũng là form tích lũy chứ nó không tăng được, nó không tăng được. Và sau đó thì anh chị em nhìn thấy này, khi mà nó tích lũy xong này, đấy, nó lại tiếp tục có một nhịp tăng, tăng cũng rất mạnh, tăng này là tăng khoảng tầm gần gần 3 lần, tăng gần 3 lần đúng không? Nó phải hơn đấy chứ. Đây mình xem thử mà. Tăng khoảng tầm maximum là 250% là tăng 3,5 lần đúng không? Thì bây giờ thì mình thấy là nhiều khả năng là bây giờ nó chỉ là sóng hồi thôi, và cái xu hướng này thì nó chưa phải xuống tăng, thì nhiều khả năng là nó có thể nó hồi lên, sau đó nó sẽ gãy tiếp đúng không? Và nó sẽ tích lũy, nó tạo một cái nền nữa trong một thời gian dài nữa. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì khoảng tầm thời gian sau thì chúng ta mới có thể chơi được. Đối với mình là như vậy, riêng quan điểm trading thôi, thì kể ngắn hạn hay là dài hạn thì mình sẽ không lựa chọn nào phát anh chị em nhé. Khi nào mình sẽ lựa chọn? Ok, khi nào nó thoát hết các cản đi đúng không, nó confirm là tiếp tục xu hướng nó tăng tiếp thì mình sẽ vào chơi. Còn nếu không ấy thì đây nó sẽ chỉ là những cái nhịp giao dịch ngắn thôi, bởi vì ví dụ nhé, đây là giá hiện tại là 46 đúng không, nếu nó có lên được loanh quanh cả tầm 50 51 thì mình tin là nó sẽ bị bán tiếp, nó sẽ bị bán tiếp. Anh chị em nhìn trên form daily là thấy này, đây cản này 49 50 thì cái vùng này ít nhất lên đây nó sẽ bị xả thêm. Thì nếu giả sử uptrend tiếp đi thì để mà uptrend tiếp thì nó cũng phải mất thêm thời gian nữa. Nó phải mất thêm thời gian nữa để trước khi tăng tiếp được đúng không? Đấy là lý do mình không không mua trong giai đoạn này. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy là thông thường là năm ngoái, năm từ 2020 đến thời điểm 2021 ấy, là cái năm mà giá thép nó tăng rất mạnh và tạo đỉnh, thì anh chị em có thể xem trên anh chị em có thể search steel price, gõ ở trên trading economics đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn. Đây giá thép, anh chị em lên trading economics để chúng ta xem. Thì đây là cái biểu đồ giá thép, chờ một chút cho nó load đã. Bình thường thì nó load sẽ khá nhanh nhưng mà hôm nay thì load nó hơi chậm một tẹo, chắc là nhiều người vào xem quá ấy. Em thăm thử nhá, chờ đợi một tí để mình sẽ show cho anh chị em là giá thép thì hiện tại thì nó qua cái vùng đỉnh, nó qua vùng đỉnh và nó chỉ là nhịp hồi phục thôi. Rồi ok, thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ xem tiếp mà nam kim và hoa sen nhé. Hoa sen này anh chị em thấy tương tự nằm dưới MA 200 và gần như là gì ạ? Đây là cái nhịp anh chị em thấy không, tích lũy trong thời gian không nhiều, không nhiều thời gian tích lũy của nó từ tháng 5 đúng không ạ, cho đến ở điểm tháng 9 khoảng tầm gần 4 tháng, gần 4 tháng, và sau đó nó break lên thêm một nhịp từ 43 đến 49, tăng được khoảng tầm 6 giá, khoảng tầm 15%, và sau đó lại giảm 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 gãy đứt, giảm và đứt gãy. Thực ra nó không hề khỏe và đây gần như là một nhịp hồi thôi đúng không, đây gần như là một cái nhịp hồi thôi. Và nếu anh chị em nhìn phong tuần này, phong tuần chúng ta sẽ thấy cản đây, cản nhiều nhá, cản 37 đã là cản này, 39 là cản này, lên đến 42 cũng là cản này. Thì trong cả cái vùng này là cái khoảng giá nếu như nó vượt qua được thì nó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để nó có thể vượt qua, thì mình thấy là nó không phải là một cơ hội hấp dẫn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó lên thì xu hướng thường nó sẽ bị bán, thì nó sẽ có những cái rủi ro trong ngắn hạn, và rủi ro trong ngắn hạn thì đối với trading thì là khổ rồi. Thì tốt nhất là mình sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó không có cản và nó cái đường đường đi lên của nó mượt hơn, thì như thế mình sẽ lựa chọn hơn. Anh chị em nhìn thấy đây, cũng là phân kỳ âm này, phân kỳ âm ở đỉnh này, thì em thấy trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10 không, giá tăng, RSI giảm, phân kỳ âm này, và sau đó giá nó cũng điều chỉnh, và bây giờ ở trên này là một loạt cản nữa để lên được, tính ra nhé khoảng tầm 5 giá 6 giá thì khoảng tầm 20%, nhưng mình nghĩ 20% đấy nó cũng sẽ khá khó nhai đúng không ạ, và nó không dễ để cho ví dụ như là nhà đầu tư mà theo kiểu cá nhân, anh chị em không có nhiều kinh nghiệm để chúng ta giao dịch thì nó sẽ có rủi ro việc kẹp hàng, anh chị em chạy không kịp đó. Thế nên lý do mà vì sao mình không mua, ok là về vùng EMA 20 tháng này giống Hòa Phát thôi đúng không ạ, thì nó về hỗ trợ thì nó nảy lên, tuy nhiên thì mình không kỳ vọng là nó nảy lên nhiều nữa, giá thì cũng dưới EMA 200 nhé. Đấy, tất cả mọi cái nó vẫn phụ thuộc vào cái giá thép thôi, sao không xem được ta. Đây, xem thử em cái này có được không. À đây, ok rồi này. Đây giá thép nha, ở Trung Quốc. Anh chị em nhìn thấy không? Đỉnh này là từ thời điểm tháng 5 nó tạo đỉnh rồi. Đến thời điểm
tháng 9, tháng 10 này, nó tạo một đỉnh còn thấp hơn này, đúng không ạ? Và bây giờ thì đây, được một hôm tăng lại giảm, được một hôm tăng lại giảm, chúng ta mở form tháng này chúng ta sẽ thấy lại tiếp tục điều chỉnh, nó lại tiếp tục điều chỉnh, đúng không ạ? Thế thì có một cái câu chuyện đặt ra ấy, là những cái cổ phiếu ví dụ như là Hoa Sen hay là Nam Kim ấy, thì anh chị em để ý trong cái báo cáo tài chính của nó thì cái phần nhiều của nó là gì ạ? Là đầu cơ hàng tồn kho. Đầu cơ hàng tồn kho rất nhiều, nhưng chị em gần như là nó bao tiền là nó sẽ dồn vào nó đầu cơ hàng tồn kho, thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Nó sẽ ngon khi nào đấy, anh chị em thấy trong giai đoạn mà giá thép tăng, đúng không? Nam Kim nó tăng khủng khiếp luôn, và đây là một trong những cây mà nó tăng nhiều nhất từ thời điểm 2020 lúc mà tạo đáy xong nhé. Đấy, 2020 thì nó tăng đến đây là nó tăng bao nhiêu lần đây, nó cùng xem này, từ thời điểm vượt nền này tăng khoảng tầm 6 lần, tăng 6 lần, đúng ạ. Ok, form tháng thì hiện tại thông thường anh chị em sẽ thấy Nam Kim thì nó sẽ mượt hơn so với con kia khi mà nó tăng mạnh, đúng ạ, nó sẽ khỏe hơn. Và nếu anh chị em nhìn trên cái biểu đồ RS ấy, biểu đồ RS nhé, anh chị em sẽ thấy đây, anh nhìn thấy đấy, đây thời điểm nó vượt này, và sau đó bây giờ bắt đầu dấu hiệu hòa phát lại giảm dưới index luôn rồi này. Thì luôn luôn là Nam Kim khỏe nhất, sau đến Hoa Sen, sau đó mới đến là gì ạ? Hòa Phát. Và nếu mà trading anh chị em sẽ thấy, nếu mà chúng ta giao dịch khi mà vào sóng thép ấy, thì cầm Nam Kim là ngon nhất, ăn luôn luôn là nhanh, nhanh gọn, đúng không ạ? Và kể cả những nhịp hồi anh chị em thấy nó hồi khỏe nhất. Tuy nhiên thì anh chị em thấy đây, ở đây có cản này, 42.6 này, đúng không ạ? Ở trên nữa khoảng tầm 47.48 thì coi như là nó rất nhiều cản trên cái đường đi lên. Thế nên là gì ạ? Để mà nó hồi phục ấy, thì mình thấy nó sẽ khá khó. Mặc dù đây là cũng một cái nhịp gọi là có thể nhá, gọi là tạo đáy ngắn hạn và sau đó là có hồi phục, nhưng mà nhìn trên góc độ trung hạn và dài hạn thì mình vẫn đang thấy là nó chưa thực sự ổn, chưa thực sự ổn. Và nếu giả sử đây là trong trường hợp giá thép nó còn tăng tiếp thì ok, có thể tiếp tục quan sát, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp mà giá thép giảm tiếp thì sao? Giá thép giảm tiếp thì những cái thằng chết đầu tiên là Nam Kim và Hoa Sen, bởi vì nó đầu cơ hàng tồn kho, chị em biết là bỏ rất nhiều tiền mà, đúng không? Là thậm chí như kiểu Hoa Sen mà chúng ta nhìn thấy trong cái chu kỳ trước của nó nhé, 2017 nhé. 2017, Hoa Sen. Đây, 2017-2018. Và khi mà giá thép tăng trong năm 2016 là ông Hoa Sen cũng dồn rất nhiều tiền, gọi là tất tay, cả thậm chí là có gọi là dùng margin đòn bẩy luôn để đầu cơ hàng tồn kho. Và đến khi giá thép tăng, đúng không ạ? Thì đây là một kèo thắng lớn này, nhân 3 lần này, đúng không ạ? Trong một năm nhân 3 lần. Nhưng sau đó từ thời điểm đó giá thép, anh chị em nhìn này, giá thép ở thời điểm 2018 nhé, đây là bắt đầu là tạo đỉnh này, dừng này, đúng không? Nó chỉ giảm thôi mà nó đi ngang thôi. Anh chị em thấy là Hoa Sen thời điểm đó nó giảm luôn từ 22 này, về sâu nhất là thời điểm đấy, giá 4, giá 5 đấy, đúng không ạ? Thì nếu mà nó qua đỉnh rồi thì những cái thằng mà nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất đấy là những cái ông mà gì ạ? Đầu cơ hàng tồn kho, đầu cơ hàng tồn kho rất nhiều, những ông làm thương mại thì như Hoa Sen và Nam Kim ấy. Còn ok, Hòa Phát thì có thể nó sẽ có cái độ ổn định cao hơn đấy. Hòa Phát thì nó nắm gọi là full luôn một cái chuỗi hệ sinh thái luôn, đúng không? Thì nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu mà Hoa Sen và Nam Kim ấy, anh chị sẽ thấy là nếu như giá thép nó chỉ cần giảm tiếp thôi, sau đó nó đi ngang, đúng không? Thì gần như là những cái ông này sẽ coi như là nó qua cái đỉnh lợi nhuận và nó sẽ tiếp tục là cái hành trình là giảm. Thế nên là mình lưu ý anh chị em nhé, cẩn trọng hết sức. Ăn sóng hồi thì được, nhưng mà nên tranh thủ bán và chúng ta quan sát cái giá thép, quan sát nó đã. Còn nếu như mà nó tiếp tục tăng tiếp thì ok, nó sẽ có những nhịp ngắn đã. Còn mình sẽ đánh giá là nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa thì nó mới có thể quay lại vượt cái vùng đỉnh này, vùng đỉnh 6.000 này, này của giá thép này. Thì những ông như kiểu Nam Kim, Hoa Sen thì chúng ta sẽ phải chờ đợi. Chúng ta sẽ phải chờ đợi, đúng không? Rồi, ok. Và nó sẽ là rủi ro nhiều hơn. Mình thấy là cái cửa thua nhiều hơn cửa thắng. Thế nên mình sẽ không giao dịch nhóm thép trong giai đoạn này. Hòa Phát thì cũng có thể là cái câu chuyện là nó sẽ là liên quan đến an toàn hơn, đúng không ạ? Giảm thì giảm ít hơn. Tuy nhiên thì trong giai đoạn này vẫn nhìn thấy là cái xu hướng uptrend nó chưa có. Khi nào mà nó confirm uptrend đi thì anh chị em chưa, thì nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? Và thời gian tích lũy nó cần dài hơn. Thời gian tích lũy nếu như mà nó đi thêm khoảng tầm 5 nữa, 5, 5 rưỡi nữa, thì anh chị em chơi lúc đó chưa muộn. Còn bây giờ thì theo mình là nếu mà chúng ta cố gắng cầm Hòa Phát thì
chúng ta đang đặt cái chúng ta vào cái vị thế gọi là nó hơi yếu hơn, nên là cẩn trọng anh chị em nhé. Mình không phải là chim lợn đâu, nhưng mà mình thấy đánh giá thực tế nó đang chưa đẹp thì chúng ta cứ chờ và quan sát thôi. Anh chị em nào nắm giữ mà đang cầm rồi thì chúng ta cứ chặn những cái mốc 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 giá để cho chúng ta thấy cho an toàn. Nếu như mà phát lại thủng vào tầm 45 thì thôi chia tay thôi đúng không, hoặc là anh chị em nào mà cố gắng một nữa thì thủng 448 thì thôi bỏ bỏ, bởi vì nó sẽ tiếp tục là downtrend. Thủng 448 thì bỏ đúng không? Còn mình nghĩ là trong nhịp hồi mà còn bán được thì cứ bán, cố gắng kỳ vọng những mức cao hơn, như Nam Kim nhỉ, 42.5 tạm thời đấy bán đã và quan sát đã. Còn bao giờ ví dụ như nó tích lũy được ngang, nó tăng tiếp thì đến lúc đấy chúng ta tính sau đúng không? Chúng ta có thể chơi thêm một nhịp sau. Nhưng mà cả cái nhịp đấy đi lên thì nó sẽ còn cản nhiều. Đấy là lý do mà giai đoạn vừa rồi mình không chơi CTG ấy. Form CTG này nó cũng tương tự này. Anh chị em thấy để nó hồi lên nhé, gặp cái vùng cản này có phải lại quay đầu không? Nó sẽ mất rất nhiều thời gian của chúng ta. Và nếu như anh chị em là người trading đúng không ạ? Chúng ta trader và chúng ta xác định là có những cái kèo đánh nhanh và form mượt để có thể giải ngân yên tâm và đi tiền lớn thì mình thấy là nên lựa chọn những cổ phiếu khác. Ok, thì hy vọng là một số cái đánh giá, cái góc nhìn này của mình thì sẽ có thêm những cái thông tin cho anh chị em để chúng ta có thể là giao dịch được hiệu quả hơn. Và hy vọng là anh chị em thấy những nội dung này có ích. Và nếu anh chị em thấy thích cái video này, hoàn toàn có thể là comment bình luận đúng không ạ? Và like cái video này cho mình xin một like. Cũng như là nếu anh chị em nào chưa subscribe kênh YouTube Take Profit thì anh chị em có thể là cho team xin một subscribe nhé. Hiện tại thì đang là mới có khoảng tầm hơn 12.000 sub thôi. Và team rất cố gắng, là năm nay hy vọng là đạt được một cái nút bạc đúng không ạ? Thì tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của anh chị em. Thế nên hy vọng là anh chị em sẽ ủng hộ team. Và nếu như là chúng ta có nhu cầu mà học đầu tư miễn phí thì tuần sau thì sẽ có một cái khóa học miễn phí 6 ngày cho anh chị em. Thì anh chị em có thể đăng ký đường link ở trong phần mô tả. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em ở trong những cái video lần sau. Bye bye anh chị em nha. Bye bye.